Gaza Patio được xây dựng trong khoảng từ năm 1904 tới năm 1906 cho một gia đình quý tộc giàu có. Ngôi nhà được mở cửa cho công chúng vào năm 2002 sau rất nhiều năm phục chế và nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Điểm nổi bật của nơi này là thiết kế siêu thực và các khối màu sắc độc đáo của 15.000 mảnh gạch màu xanh với 5 cấp độ khác nhau. Càng đi lên phía trên, màu gạch càng sâu, được lấy cảm hứng từ đại dương. Ngôi nhà hoàn toàn không có một đường thẳng nào với mái nhà nhiều màu sắc, mô phỏng hình xương rồng và Casa Bantio được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Thánh George đã giết rồng để cứu công chúa. Đại lộ La Ramblas nằm ở trung tâm thành phố Barcelona. Đây là đại lộ duy nhất dành cho người đi bộ cả ngày lẫn đêm. Đại lộ nổi tiếng với sự náo nhiệt đông đúc của các quán ăn, quán bar, các cửa hàng và khu chợ mua sắm. Thank you.
Nhà thờ Sagrada Familia là nhà thờ nổi tiếng ở Barcelona, một trong những địa danh được coi là biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha. Được khởi công từ năm 1882 và cho đến nay đã trải qua hơn 100 năm, nhà thờ vẫn chưa được hoàn thành. Hàng năm, công trình kiến trúc độc đáo này thu hút khoảng 5 triệu khách du lịch đến tham quan và chiêm ngưỡng. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật vĩ đại nhất của Antoni Gaudí. Nhà thờ dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026, nhân dịp 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Gaudí. Có thể nói đây là một trong những công trình kiến trúc có thời gian xây dựng lâu nhất thế giới. Kiến trúc sư Gaudí được chôn bên dưới tầng hầm của nhà thờ, và đây là một trong 7 công trình kiến trúc của ông được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và nằm trong danh sách bảo vật Tây Ban Nha. Bản thân Gaudí đã dành ra 43 năm cuộc đời mình cho việc thiết kế và xây dựng. 12 năm cuối đời ông dành trọn cho kiệt tác nghệ thuật này, và khi ông mất cũng chỉ mới xây dựng được một mặt bên và 3 trong số 18 ngọn tháp. Thánh đường khi hoàn thành sẽ có tất cả 18 chiếc tháp, tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 8 tháp được hoàn tất. 4 chiếc tháp khác đang được tiếp tục xây dựng và khi hoàn thành sẽ cao đến 170 m. Những họa tiết hoa văn và thiết kế của nhà thờ được xây dựng trên biểu tượng về thiên nhiên, điển hình như những cây cột trụ được lấy cảm hứng từ một khu rừng. Các trụ cột được thiết kế như những hàng cây cổ thụ cao vút, các tảng cây lá đan chéo nhau làm khung để giữ mái vòm. Các bức tường chung quanh nhà thờ cũng là các hàng cây xen kẽ. Đường Camp Nou được xây dựng từ năm 1957 và được xem là thánh địa của Barcelona. Sức chứa của sân Camp Nou lên đến gần 100.000 chỗ ngồi. Sân vận động Barca này đã tổ chức rất nhiều các trận đấu quốc tế quan trọng. Nó được xem là một trong những địa điểm tham quan và du lịch nổi tiếng của thành phố Barcelona.
Công viên Parc Güell là một trong những công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Sau 14 năm xây dựng, công viên được hoàn thành năm 1914 với quy mô lên tới 171.800 m². Đặc điểm nổi bật của công viên là kiến trúc kỳ ảo lát gốm và tranh khảm trong khu tưởng niệm. Ở cùng vào là đài phun nước hình rồng được khảm gốm sáng do Gaudí thiết kế. Trong công viên có một đường đi bộ với thiết kế hữu cơ như đống đá đang vươn lên như những cành cây. Toàn bộ công viên đều mang đậm tính cổ tích, từ những ngôi nhà nhìn tựa như chiếc bánh gừng đến những chiếc ghế phỏng theo hình con rắn, những chi tiết nội thất mang hơi thở của thơ ca xứ Catalan.